tôi vang tiếng chuông, chiều buông theo khói sương, trầm hương nương gió đưa hương thơm tỏa ngát. Chùa tôi trong nắng mây, màu lam bay thướt tha, gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật. Đêm trăng sầm phản chiếu lung linh ngàn đài sen tỏa muốn biết bao. Chùa tôi dưới bóng trăng, đàn em vui mua ca, hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhu. Dù gian nan khó nghi, dù thân tâm xót xa, lòng tôi vẫn luôn giữ vững niềm tin. Dòng sông Lam uốn quanh, đồng lúa bát ngát xanh, chùa tôi như đóa sen vươn lên trời cao. Ngàn hoa thơm thắm tươi, hàng cây cao lá xeo, chùa tôi long lanh dưới nắng chiều rơi. Tiếng chuông chùa trầm lắng đem bao buồn an vui, hạnh phúc trong cõi trần này. Chùa như ánh dương soi đường, lửa tiếng rưỡi ấm nơi nơi, pháp luân truyền ánh đạo vàng, chúng sanh giác ngộ từ quang nơi. Chùa tôi bao mến thương, là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui tràn hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa. Tôi vẫn như thái dương sáng soi. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Ôi hân hoan niềm vui thai hòa, nay ánh đạo soi đường cho ta. Như hương sen tỏa ngất hoàng cầu, sống vui an lạc tình đậm yêu thương. Nói mở rộng
thắp sáng lòng người bởi ánh đào vàng Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta trăng ta tay bắt mặn mừng, mang tinh thần kết đoàn không ngừng, vai chen vai dừng xây hòa bình, hiến dâng tâm hồn cho đấng toàn năng. Đây hoa sen cảm hóa lưu đời, chân lý ngài sáng ngời năm châu, như hương sen tỏa ngát hoàng cầu, sống vui an lành. Thái Bản trên chư tôn thiền đức tăng, giờ ngày đã đến giờ diễn ra buổi lễ an vị kim thân Phật tổ chùa Tam Bảo. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính đê đầu bái thỉnh chư tôn thiền đức tăng từ bi chấn tích quang lâm hội trường để chứng minh cho buổi lễ an vị Phật sáng hôm nay. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Ban cung ngân chuẩn bị, ban chuông cổ chuẩn bị, cử cho ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng. Buổi lễ sáng hôm nay
về chứng minh và tham dự buổi lễ sáng hôm nay, chúng con cung kính được giới thiệu sự hiện diện quý báu của Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Bạch, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Chúng con cung kính được giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Đạo Hiệu Thích Minh Phùng, thư ký ban trị sự giảng sư ban Hoằng Pháp, huyện Cần Sơn, thành phố Bến Tre. Chúng con cung kính được giới thiệu Đại Đức Thích Định Tánh, trụ trì tỉnh thất Thiên Long, Định Quán, Đồng Nai. Chúng con xin giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Sương Hải, Đại Đức Thiện Ngộ, và sự có mặt của hơn một trăm môn tử cũng đã về tham dự buổi lễ an vị Phật sáng hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này dưới sự chứng minh của chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, chúng con xin phép được thay mặt ban tổ chức thông qua nội dung chương trình lễ an vị Phật sáng hôm nay như sau: một, trang nghiêm đạo tràng; hai, cung nghinh chư tôn Đức Quang Lâm; ba, tuyên bố lý do; bốn, giới thiệu thành phần tham dự; năm, thông qua nội dung chương trình; sáu, niệm Phật cầu gia bị; bảy, phát biểu khai mạc của ban tổ chức; tám, dâng hoa cúng dường; chín, văn nghệ; mười, cảm nhận của Phật tử nhân ngày an vị Phật; 11, văn nghệ cúng dường Đức Phật; 12, đạo từ của Hòa Thượng chứng minh; 13, cử hành nghi thức sái tịnh an vị Phật; 14, cúng dường trai tăng; 15, hoàn mãn. Đó là chương trình của buổi lễ an vị Phật sáng hôm nay. Kính trình lên chư tôn đức cũng như toàn thể pháp hội được liễu tri Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, để buổi lễ sáng hôm nay được thành công tốt đẹp, chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức và toàn thể đại chúng đồng khởi thân đứng dậy niệm Phật cầu gia bị. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thượng Huệ Hạ Bạch, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An, khởi niệm. Chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, tiếp theo chương trình chúng con cung thỉnh Đại Đức Thích Tâm Hiếu, trưởng ban tổ chức buổi lễ an vị Phật sáng hôm nay, có đôi lời phát biểu khai mạc. Kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng chứng minh, chư thượng tòa, chư đại đức tăng ni, kính thưa các cấp chính quyền địa phương sở tại, quý Phật tử Phật tâm gần xa thân mến, lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chào đến chư tôn thiền đức, quý vị lời chào chúc sức khỏe và thân thương nồng nhiệt nhất. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng hoàng tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Hôm nay nhân ngày 8 tháng 4 2017, nhằm ngày 12 tháng 3 năm Đinh Dậu, tại đạo tràng chùa Tam Bụ khóa lễ an vị thiên thân Bổn Sư Thích Ca, lại một lần nữa đón hoa sen nở rộ đón mừng đấng giác ngộ tồn năng tồn trí tồn đức ra đời, phá tan màn vô minh từ vô lượng kiếp của chúng sanh,
và những gì bất công trong xã hội đem lại sự hạnh phúc cho nhân loại. Để kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh sắp tới là ngày lịch sử trọng đại và thiêng liêng này, để báo đáp báo Phật ân đức, đồng thực hiện lời di huấn tối hậu của bậc giác ngộ vì đại sự nhân duyên mà thể hiện an thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Quả thật, Đức Phật thể hiện giữa cõi đời này không ngoài mục đích nhằm đáp ứng nguyện vọng giải thoát khổ đau cho nhân loại. Ngoài đích thực là ngài một con người thì ngài được kết tinh bởi những chất liệu của người con là một người vị hoàng tử của xứ Ấn Độ thời bấy giờ, nào cung vàng địa ngục, cung phi mỹ nữ ca múa ngày đêm, nào lạc thú, nào vinh hoa. Những ngày đã ý thức rằng đó không phải là một hạnh phúc thực của cuộc đời, sống an lạc và thanh thản, không tranh chấp, không hận thù, sống chân hòa trong niềm cảm thông chân chính, sống trong yêu thương, trong hòa hợp. Từ nhận thức đó, ngài đã giả từ lạc thú trần gian để đi tìm đạo, để hôm nay chúng ta có một kho tàng giáo lý vô tận, lộ trình giác ngộ và giải thoát. Vì vậy, giáo lý đạo Phật là một đền giáo lý thơm ngát hương hoa, giác ngộ là một nguồn suối vi diệu cho con người trở về tự tánh thanh tịnh của chính mình, từ đó góp phần xây dựng cho xã hội an vui hạnh phúc. Trước khi dứt lời, chúng con kính chúc chư tôn thiền đức pháp vệ kinh năng phước thọ biên trường chúng sanh vị độ, mãi mãi là bóng cây đại thọ che mắt cho chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Và cũng không quên kính chúc lời các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại cũng như quyến phật tử đã phát tâm được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và luôn thắng duyên trên bước đường công danh và sự nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chân thành tri ân Đại Đức Thích Tâm Hiếu đã có lời phát biểu rất chân thành và ý nghĩa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, Phật về mở cửa vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa xanh. Thật vậy, nơi nào có Phật, nơi đó có ánh sáng của trí tuệ. Nơi nào có Phật, nơi đó có tình yêu thương. Nơi nào có Phật, nơi đó có an vui và hạnh phúc. Và hôm nay, tất cả những điều tốt đẹp đó hội tụ về chùa Tam Bụi chúng con, vì chúng con thỉnh được tôn tượng Đức Phật Thích Ca về đây để an vị phụng thờ. Trước niềm vui đó, chúng con không biết làm gì hơn để bày tỏ tấm lòng tôn kính của chúng con dâng lên Đức Phật nhân ngày vui hôm nay. Chúng con chỉ biết đem tấm lòng của mình gửi vào từng cánh hoa dâng lên cúng dường Đức Phật mà thôi. Vậy vào giờ phút này, chúng tôi thay mặt ban tổ chức kính mời các em trong đội dâng hoa, thay mặt cho toàn thể pháp hội dâng lên Đức Phật những lẵng hoa tươi thắm để bày tỏ lòng tôn kính tri ân của chúng ta dành cho Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lòng nguyện không về âu lo, nụ cười hiền hòa không tiếng, ánh mắt
thưa quý Phật tử. Tiếp theo chương trình, để thể hiện tấm lòng tôn kính của mình dành cho Đức Phật, cư sĩ Huệ Nhân, trưởng chúng đạo tràng Pháp Hoa, chúng Kiều Đàm Di Hai, thành phố Bến Tre, đã cảm tác viết nên một nhạc phẩm mang tên Theo Ánh Đạo Vàng. Nội dung của bài hát là ca ngợi cuộc đời vĩ đại của Đức Phật và nói lên ý nguyện của người Phật tử là noi theo con đường thiêng liêng cao cả mà Đức Phật đã đi qua. Phật là ánh sáng từ quang, cho con noi dấu theo đàn ngày đi. Về tham dự lễ an vị Phật hôm nay, cư sĩ Huệ Nhân sẽ thể hiện ca khúc ấy dâng lên cúng dường Đức Phật và chư tôn đức. Vậy vào giờ này, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi kính mời cư sĩ Huệ Nhân và các em trong đội múa minh họa tiến về phía trước để thể hiện nhạc phẩm Theo Ánh Đạo Vàng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
giờ đã nghĩ con về dưới chân Phật Đà, thành tâm đến nguyện phước lành đến cho muôn nhà. Từ qua tôi phương soi chiếu đạo vàng mở mang, thế giới hân hoan mười phương sống trong bình an, khắp nơi an lành sống trong niềm tin đạo pháp. Nam mô cửu diễn Phật thành đại ân giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý liệt vị, hôm nay quả là một ngày tràn đầy quan hỷ đối với đạo tràng chùa Tam Bổ chúng con, vì đạo tràng chúng con vừa xây dựng lại giảng đường và thỉnh được tôn tượng Đức Phật về đây để an vị phụng thờ. Trước sự kiện quan trọng này, đạo tràng Phật tử Tam Bổ chúng con xin có đôi lời phát biểu cảm nhận trong buổi lễ an vị Phật sáng hôm nay. Vào giờ này, chúng tôi kính mời cư sĩ Tam Bổn đại diện cho Phật tử đạo tràng chùa Tam Bổ có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa các cấp chính quyền địa phương sở tại, các doanh nghiệp, các doanh nhân, các nhà hậu tâm, các mạnh thường quân và Phật tử phát tâm gần xa thân mến. 12 tháng 3 sáng nay, Phật tử cùng nhau hăng say về chùa Tam Bổ an vị Phật Thích Ca, cầu cho thế giới nước nhà bình yên. Hôm nay nhân ngày 8 tháng 4 2017, nhân ngày 17 tháng 3 năm Đinh Dậu, tại đạo tràng chùa Tam Bổ chúng con vô cùng xúc động khi được đón chư tôn thiền đức và quý vị khách quý, các cấp lãnh đạo chính quyền không quản ngại đường xa từ Tây Ninh, Bà Rịa, Tiền Giang, Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện xa xôi về dự cùng chúng con ở chùa Tam Bổ hôm nay. Chúng con vô cùng cảm kích, không biết dùng ngôn ngữ nào để diễn đạt cho thân xứng đứng trước lễ đài và tượng Phật Bổn Sư trang nghiêm rực rỡ màu quần y giải thoát của chư tôn đức. Chúng con cầu nguyện mười phương tam bảo gia hộ Phật pháp chứng minh cho thân ni hoằng quả truyền môn hương thịnh bởi đàn việc phát tâm. Trước khi dứt lời, con cầu nguyện chư tôn và các quý vị khách quý tâm thường đạt các từ như ý. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành tri ân cư sĩ Thích Tâm Bổ đã có đôi lời phát biểu nhân lễ an vị Phật sáng hôm nay. Tiếp theo chương trình, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng tuyên thuyết một bài kinh đại thừa nói về công hạnh của một vị Bồ Tát có danh hiệu là Quan Thế Âm. Chúng con kính cung thỉnh chư tôn thiền đức và toàn thể pháp hội lắng lòng thanh tịnh để nghe một nhạc phẩm mang tên Nỗi Lòng Quan Thế Âm. Bài hát này sẽ được thể hiện qua tiếng hát ngọt ngào truyền cảm của hai nghệ sĩ trẻ cải lương trẻ Quốc Cường và Tô Tiểu Long. Nam mô A Di Đà Phật. Dấu cùng với Tô Tiểu Long xin gửi đến quý vị Phật tử một nhạc phẩm
âu quá đã đừng vâng quá đừng nhìn đi vâng lòng I'm
tổ chức. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Bạch, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An, từ bi quan hỷ ban cho toàn thể đạo tràng của chúng con đôi lời pháp nhũ. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính cung thỉnh. Từ lời nói, từ ý nghĩ, từ hành động chúng ta
luôn luôn hướng về cái chân, cái thiện, cái mỹ. Do vậy khi mình ta nhìn hình tượng của Phật với cái gương mặt từ bi quan hỷ, là trong tâm chúng ta tất cả những cái phiền não, khổ đau, những cái ô tư thì tất cả nó đều lắng đọng xuống, và chúng ta thấy là trung tâm chúng ta như là có một ánh hào quang sáng chói bao trùm phủ của chúng ta, để hướng chúng ta từ lời nói, từ hành động, từ ý nghĩ luôn luôn hướng vào điều lành, điều thiện, điều giác ngộ. Và thế gian người ta có cái câu là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy câu này nó có rất là có ý nghĩa trong cái sự tu tập của chúng ta. Chúng ta cũng công nhận rằng trong người chúng ta, chúng sanh trên cõi đời này, có đôi lúc chúng ta có những cái tâm tốt giống như là những bậc thánh hiền, và đôi khi chúng ta cũng có những cái tâm xấu ác. Và những cái tốt và cái xấu đó, nó thường thường nó bị cái duyên ở bên ngoài tác động vào. Nếu mà chúng ta ở gần cái duyên lành thì tâm chúng ta lần lần sẽ được tốt, và nếu ta ở gần cái duyên ác thì tâm chúng ta lần lần cũng sẽ ác theo. Do vậy chúng ta thờ tôn tượng của Phật là chúng ta muốn gần gũi những đức toàn trí toàn giác, để chúng ta nương vào đó để chúng ta tu tập. Dù rằng Đức Phật đã nhập diệt trên 2500 năm rồi, nhưng mà cái tôn tượng Đức Phật vẫn được các hàng môn đồ đệ tử tôn kính thờ phượng ngài. Cho nên từ ở trong các tự viện cho đến với gia đình Phật tử cũng nương nhờ cái tôn tượng của ngài thờ phượng, và nương vào đó tu hành mà cũng được giác ngộ, được giải thoát. Đây là cái điều mà rất là quan trọng đối với chúng ta. Và hôm nay Đại Đức Thích Tâm Hiếu cùng với đạo tràng Quý Tâm Đức Phật Tử chùa Tam Bảo này đã long trọng cung thỉnh và tôn tượng Đức Từ Bồ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật về an vị nơi đây, là nhằm mục đích cứu cho Phật tử chúng ta biết nương vào nơi cuộc đời hành đạo của ngài, tấm gương sáng chói của ngài, để nương vào đó và chúng ta tu tập, chúng ta lần lần cải thiện, quán đổi tâm ta từ tâm ác trở nên tâm xấu, tâm xấu tâm ác, để trở nên tâm thanh, lên cái tâm lành thiện, để cái tâm hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát. Thì nhìn cái tôn tượng ngồi trang nghiêm, được an trí trang nghiêm như thế này, thì tôi nghĩ là nó làm cho cái ngôi tam bảo của chùa Tam Bảo này nó được khang trang, được trang nghiêm, và cũng là điều kiện tốt để cho Phật tử chúng ta đưa về đây để tín ngưỡng, để lễ bái. Và chúng tôi cũng xin cầu chúc cho đạo tràng chùa Tam Bảo này càng ngày càng được phát triển, và Phật tử càng ngày càng quy ngưỡng, ngày càng đông, và quý năm được Phật tử ở đây luôn luôn được tinh tấn tu hành theo đạo từ bi của Đức Phật, và chúc cho toàn thể quý năm được Phật tử chúng ta luôn luôn thân tâm thường an lạc, đạo tâm được tăng trưởng, luôn hạnh độ thiện duyên, ký tự nhớ ý, và luôn được sống an lành trong ánh hào quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ hiện thọ đạo tràng chư tôn thiền đức tăng tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quả thật cơn mưa pháp xóa tan bao phiền não, gốc bồ đề nở nụ đơm hoa, mang ơn lành đại đức tăng ni đã giáo giới chúng con tỉnh ngộ. Qua những lời đạo từ chân thành sâu sắc và đầy ý nghĩa của Hòa Thượng, Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, huyện Cần Giuộc, chúng con
hiểu được ý nghĩa của việc phụng thờ Đức Phật là noi theo công hạnh của Đức Phật, để gần gũi Đức Phật, để chuyển hóa bản thân mình, làm cho đạo tâm của mình và lý tưởng tu tập giải thoát giác ngộ ngày tăng trưởng. Toàn thể chư tăng đạo tràng chùa Tam Phủ cũng như toàn thể Phật tử chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, trước khi kết thúc chương trình, chúng con xin giới thiệu với chư tôn đức và toàn thể quý Phật tử một nhạc phẩm mang tên Sinh Tử Vô Thường. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta suốt 49 năm thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, không ngoài mục đích muốn cho muôn người thoát khỏi luân hồi sinh tử đau khổ, chứng được niết bàn an vui giải thoát. Thế nhưng càng về sau, sống càng xa thời Phật, rất ít người chứng được đạo giải thoát, vì mọi người đã quên đi lời Phật dạy cách nay hơn 2025 thế kỷ. Nhất thiết hữu chi pháp như mộng nguyện vào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Do quên đi các pháp hữu chi là vô thường, nên mọi người cứ mãi bám chiếu và chạy theo những cám dỗ hư ảo của cuộc đời, cho nên cứ mãi bị đau khổ buộc ràng. Hôm nay nhân lễ diệt Phật, nghệ sĩ Quốc Cường đến từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhắc lại lời Phật dạy về lý vô thường của dạng pháp qua ý nghĩa của nhạc phẩm Sinh Tử Vô Thường. Xin chư tôn đức và toàn thể quý vị lắng lòng thanh tịnh để thưởng thức nhạc phẩm. Nam Mô A Di Đà Phật. Sanh thế nhân cuộc đời ai mà lại không trải qua những số riêng mang, nào ai lại giống ai. Người thoát quan kiên buồn thân nhẹ tờ lòng hồng, kẻ dưỡng sanh ly đường đi khó khăn chập trùng. Hỏi biết sao không lời tôi dẻo dòn trao lời, người nghe hiểu thông chân tình, khiến quay tâm về nơi chân lý. Buồn bỏ hư danh tâm niệm A Di Đà, thân thoáng lưu truyền vô thường là đây. Tối ăn nhiên nếu vui ta về, ấm êm trầm bề phước.
vai ta một góc xanh trồng luôn bồi điêu linh nơi ngục sâu tâm hồn gài đêm trắng nắng khổ thân mình đắm chìm tâm chương trình đó thì Quốc Cường xin được giới thiệu với quý vị Phật tử sẽ có một vị cư sĩ huệ nhân sẽ gửi tặng quý vị Phật tử một ca khúc rất là hay, ca khúc được mang tên Đò Chiều Qua Sông Nghiệp. Xin cảm ơn ạ. Thank you.
lắng nghe những ca khúc về nhà Phật. Và thực sự là nãy giờ là quý vị Phật tử đang nghe cái ca khúc thầy hát đó là do chính thầy viết á. Thấy hay không quý vị Phật tử? Thầy viết nhà Phật rất là hay. Và Quốc Cường và Tiểu Long sẽ chắc chắn là sẽ hát những ca khúc nhạc Phật của thầy. Và hẹn quý vị Phật tử là có một dịp nào nữa Quốc Cường cùng với lại Tô Tiểu Long cùng với thầy về đây phục vụ cho quý vị Phật tử những ca khúc nhạc Phật. Vâng, xin cảm ơn quý vị Phật tử rất nhiều ạ. Trải qua hơn một tiếng đồng hồ thì chúng ta về đây để tham dự lễ ăn vị Phật. Giờ này buổi lễ sắp sửa được kết thúc thì chúng con xin kính mời chư Thượng Tọa Thích Tâm Hiếu lên phát biểu cảm tạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni, kính thưa các cấp chính quyền, chư vị khách quý và toàn thể quý Phật tử gần xa. Lễ an vị Phật Thích Ca tại chùa Tam Bửu đến đây đã thành tựu viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi thành kính đảnh lễ và tri ân chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni cùng quý lực vị Phật tử gần xa, quý nhà đã tương tượng chúng con đáp lại lời thỉnh mời. Không ngại đường xá xa xôi quang lâm về đây chứng minh vào niệm cầu an quyền siêu cho buổi lễ ân đức của quý ngài, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm đời đời tưởng nhớ chúng con. Chúng tôi thành kính tri ân đến các cấp chính quyền đã đáp lại lời mời của chúng tôi về tham dự. Sự hiện diện của quý vị đã thể hiện tinh thần gắn bó keo sơn đạo pháp và dân tộc. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong công việc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Chân thành gửi đến toàn thể quý Phật tử gần xa lời tán dương công đức, nguyện cầu Đức Phật luôn gia hộ cho quý vị và gia đình luôn được bình an mạnh khỏe, dạng sự được các tường như ý. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chân thành cảm ơn lời phát biểu cảm tạ của Đại Đức Thích Tâm Hiếu, trưởng ban tổ chức buổi lễ ăn vị Phật sáng hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, phần nghi thức hành chánh đã xong, chúng ta tiếp tục bước sang phần B của chương trình, đó là cử hành nghi thức sái tịnh an vị tôn tượng kim thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính được đê đầu bái thỉnh chư Tôn Thiền Đức Tăng từ bi khởi thân đứng dậy hướng về tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để chính thức cử hành nghi thức an vị thánh tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
thờ nhất điện hương bất cùng thiên giám. Vì thuộc địa thanh lượng ni vị phán chi thiên, chẳng nguyên song tất tam giới nhất thí tài phân chi hậu. Chi diệp biết mãn mơ tạo phương, siêu nhật nguyệt chi quang vê hàm xuyên sơn di thú lệ. Tất giới tất định tất huệ, phi một phi ba phi yên. Thâu lai tại nhất vi trần tạng tác khổ không xa gió. Chiều hướng lư trung đoan thực cũng vừa thập phương thường trụ tam bảo. Nhất thế cơ Phật Bồ Tát Thiên Giác Thân Văn và Lạng Thánh Cung. Nhất thế thánh hiền trưởng thứ chân hương phố đồng cúng dường. Ừ kiếm đinh dậu niên tam hoạt thập nhị nhật. Đạo tràng tâm bảo tử, đại đức trụ triệt diệp nam nữ phật tử, thiết lễ an vị kim thân tôn thượng. Từ ngũ bốn sư Thích Ca Mô Ni Phật, vì nguyện Phật ban phổ chiếu, ta bà vô sứ bất quang minh, pháp hải hồng thanh hàm luật đại thiên ta giới, tứ phương đồng phổ lợi bát hướng đẳng thiên minh. Giờ nhân đắc tội di thành cả cá hoạch kim hồng phước, phong điều võ thuận quốc thế dân an. Gia gia vô cơ cẩn chiêu, xứ xứ hưởng thái bình chi lạc. Kỳ viện hiện tiền lão nữ Phật tử đấng, môn phong vị chánh gia đạo hành xương. Mậu ân ngộ phước chi trò vĩnh hưởng tam đa chúng sanh, còn dông hưởng lợi sanh tử quân an. Thế sức thế gian giai cộng thành Phật đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chúng. Chị tâm anh lê nam mô tận hư không biết pháp giới bi trần sát độ trung thập phương thường trụ tam bảo tam thế nhất thiết chư Phật đà nha con. Chị tâm anh lê nam mô tận hư không biết pháp giới bi trần sát độ trung thập phương thường trụ tam bảo tam thế nhất thiết đạt ma gia tạng. Chỉ tâm anh lễ nam mô tận hư không biết pháp giới vi trần sát độ trung thập phương thường trụ tam bảo tam thế nhất thiết căn già nha cúng. Thân không bác đức
hoa nhện hoa hồng mà lên nằm khó khăn mà lớn đẹp bồ tát nằm khó khăn mà lớn đẹp bồ tát nằm mà khó khăn mà lớn đẹp bồ tát phụ nữ thì giả bác công đức thì tự thiên chân tiên tẩy nghiệp cấu trần luôn nhập thì lô hoa tạng giới cả trung vô tứ bất siêu lưng thị bất tẩy thể diệu tự pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác từ kỷ nguyên trừ nội ngoại đàn địch đàn tràng sải của một di tác chiêu ứng sinh thiên quê bạn nhi thành tịnh độ sở dị đạo nội ngoại trung gian vô thượng quê thánh phàm vô hiện tổng thánh lương bồ tát liễu đầu cam lộ thị năng lực như linh biết thập phương tình chuyên câu quê tận nguyên trừ lịch sử đàn tràng tất thanh tịnh giáo hộ mật ngôn cẩn đương kỳ tổng nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tăng đà đà ni nam mô a đà 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 gia dạ gia Hãy subscribe
Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, hôm nay đạo tràng vừa tác bộ chúng con có duy sự đầu mặt đảnh lễ xin phát bạch. Thành Nam Mô A Di Đà Phật, được khai sự cho phép của hòa thượng con thành tâm phụng tịnh chư tôn thiện đức quan âm vị thầy đường A Di Đà Phật. Hòa thượng Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh hòa thượng cùng chư tôn thiện đức đã ăn vị vào bàn chay đường, sự cho phép của hòa thượng, con có mời Phật tử cũng tại đạo tràng chùa Tam Bảo về dâng lời tất bạch cúng dường A Di Đà Phật, kính mời Phật tử hiếu đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, hôm nay nhân ngày 8 tháng 4 năm 2017 nhằm ngày 12 tháng 3 năm Đinh Dậu, hàng Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin dâng lời tác bạch. Sáng nay 12 tháng 3, Phật tử gần xa hăng say về chùa Tam Bảo an vị Thích Ca cầu cho thế giới nước nhà bình an. Thật vậy, mỗi năm vào mùa sen trong đầm lại nở, báo hiệu mùa Phật đản sắp về đến. Toàn thể Phật tử thế giới năm châu đều hân hoan đón mừng ngày kỷ niệm đấng đại bi xuất hiện, đem lại ánh sáng trí tuệ cho nhân loại. Cách đây khoảng hơn 2.500 năm, cũng vào một buổi ban mai này, trong vườn Lâm Tỳ Ni, bầu trời trong xanh khắp không gian tươi sáng, một đóa hoa u đàm bừng nở cả vườn, cỏ cây hoa lá màu sắc rực rỡ cùng với mùi hương bát ngát của trăm hoa hồng thắm, tượng trưng cho nhân loại an lành. Nơi đây đấng từ phụ giáng sinh, trời mưa hoa nhạt chổi, đất lung linh ngài điện thân với tấm lòng từ bi vô hạn, đem lại cho sinh linh muôn ngàn hạnh phúc an vui, là bậc đại y vương quốc. Mọi tâm linh đau khổ của con người, là bậc trưởng đạo sư dẫn dắt mọi loài vượt qua sông mê bể khổ đến bờ giải thoát. Nhân dịp này, đại đức bổn sư của chúng con thiết lễ an vị Phật Thích Ca cho chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, thiện nam tín nữ chùa Tam Bảo và chư Phật tử gần xa thì hỷ phát tâm đóng góp phần công đức kiến tạo bảo tượng đặt tại giảng đường để Phật tử các nơi đến chiêm ngưỡng lễ lại. Hôm nay trong khung cảnh rực rỡ huy hoàng trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng chùa Tam Bảo, dưới ánh sáng từ Quan Đức Thế Tôn với sự hiện diện đông đủ của chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, chẳng ngại tuổi già sức yếu, hoan hỷ quang long đến đạo tràng để chú nguyện và chứng minh trong buổi lễ hôm nay, chúng con vô cùng xúc động và sung sướng để đáp lại hồng ân chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng cùng lễ tạ ơn chư Tôn Đức và đền ơn sâu để đức Bổn Sư. Chúng con chùa Tam Bảo đồng thời hồi hướng phước báo cho các Phật tử phát tâm đóng góp công đức tạc tượng Bổn Sư Thích Ca. Chúng con y lực y pháp quân lệnh đại đức Bổn Sư thành tâm sắm sanh chút ít trang nghi và tịnh tài, trước dâng lên cúng dường chư Phật chư Tổ, sau cúng dường hiện tiền chư Tôn Đức Tăng Ni. Nhờ ai lực chư Phật, nhờ lòng hoan hỷ và sức chú nguyện của chư Tôn Đức mà Phật pháp được trùng quan thiền môn nghiêm tịnh, hải chúng an hòa, đất nước thanh bình, nhân dân an lạc. Chúng con xin hồi hướng phước báo này đến cha mẹ hiện tiền và lục thân quyến thuộc của chúng con, tật bệnh nghiệp chướng tiêu trừ, tăng thọ gia đình hạnh phúc an vui, vạn sự kiết tường như ý, và cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh bát nạn tam đồ giải thoát. Ngưỡng mong chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni từ bi chúng nạp thọ cho chúng con được ân chiêm công đức. Chúng con kính chúc chư tôn đức sức khỏe dồi dào, pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ tuổi thọ niên trường, hội đằng thường chiếu dìu dắt chúng con trên bước đường tu hạnh giải thoát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm đi đầu bái thỉnh hòa thượng khởi xướng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
hứa đức cùng Phật tử các đạo tràng pháp quan đứng lên đừng ôm những món quà hứa đức đi chỉ dùng mấy cô đạo tràng để mời chúng dự. Con đường đường thánh cao giáp giao mưa pháp sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương về đi thôi dứt tan não phiền xa nẻo mê danh lợi sắc tài làm thân tâm hận sâu tê quay trở về bờ giáp an vui quyết quay trở về bờ giáp an vui Phật quanh ta ở nơi ta bà khi uống ăn nhờ niệm Di Đà và khi ta làm điều nhân ái thấy y như là Phật đến trong ta thấy y như là Phật đến trong ta đời ta qua bao nhiêu phố phường nhưng chỉ vui trên một con đường đường thánh cao giạt giao mưa pháp sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương về đi thôi dứt tan não phiền xa nẻo mê danh lợi sắc tài làm thân tâm hận sâu tê tái quyết quay trở về bờ giáp an vui 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 quay trở về bờ giáp an vui quyết quay trở về bờ giáp an vui ai bảo ăn chay là khổ ăn chay
ngày vui lắm chứ, ngày vui lắm vì từ bi tâm lòng vì tha, vì thương xót chúng sinh không lấy sát sinh làm bụi mà dùng trái thánh khiết bát cân rau ta chấm tương chào cơm trắng và thật mau cơm trắng và thật mau này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây lòng mang ơn dày bát nông phu cây cày này rau xanh mưa nắng tháng ngày ra không muôn loài vui sống không lo hân phu muôn loài vui sống không lo hân phu ai muốn cho tâm thanh nhàn thì ăn chay đi sẽ đi lòng thanh tới mắt đời tay đôi đường ta đi ta cứ đi đã quyết noi gương từ bi thì bằng lòng chi ân quán nếu gieo nhân ba cái vô ương sao trái lành quăng cây đừng mong đến già khi tuổi xuân chớm qua cùng gieo duyên lành nếu tâm lòng vì tha vì thương xót chúng sinh không lấy sát sinh làm bụi mà dùng trái thánh khiết bát cân rau ta chấm tương chào cơm trắng và thật mau cơm trắng và thật mau này cơm trắng ngần bay mùi thơm ngất ngây lòng mang ơn dày bát nông phu này rau xanh màu mưa nắng tháng ngày ra.